Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bạn đã đến với kênh của Minh Vô Điêu. Tranh thủ lúc buổi trưa này cũng gần 12 giờ rồi. Em test cho một bác khách ở Thạch Thất Hà Nội nhé. Pansisu T3 mic không dây dòng vỉ tím Bivert. Đi 1 2 6 7. Thì những dòng vang trước khi bán đi cho các bác em đều cài đặt sẵn về, các bác chỉ việc cắm vào, kết nối vào là sử dụng thôi. Về cách kết nối thì em sẽ chỉ cho anh để anh về anh cắm sao cho nó phù hợp nhé. Thì con vang này nó có 8 đường ao, cao lông ba chân. Thì khi kết nối như cái cấu hình nhà anh bảo là một cặp loa full bass 30 DMX, một cặp loa làm BMB 850 mà sử dụng con đẩy 3 kênh. Thì ở đây thì em đã cài đặt kênh 1, kênh 2 là để đánh loa full, kết nối xuống kênh 1, kênh 2 của đẩy. Mình sẽ tính từ đây nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây, 1, 2 đánh loa full, kênh 3 đánh loa làm loa BMB. Còn kênh ở đây kênh center, kênh sub, lại bỏ kênh center đi, tại vì anh không sử dụng kênh center. Thì đây, kênh sub này anh cắm, nát này em sẽ cho anh một sợi dây. Anh cắm lấy tín hiệu đường sub ở trên vang này, cắm thẳng xuống cái con sub điện nhà anh ấy là ok. Dòng Pansisu này nó có cả cổng quang nữa. Nếu anh sử dụng cổng quang thì kết nối vào cổng quang, còn không thì sử dụng đường AB. Đấy, chuyển đổi ra 3.5. Nói chung đường cổng quang mấy cái đường này nó cũng như nhau nhé, chứ không phải là cổng quang nó hay hơn đâu, nó như nhau hết. Con này nó có đường mic 6 ly đằng sau thì rất là tiện lợi. Cái loa rất là hay, ở tầm này tầm 12 giờ trưa rồi, thế là thành ra là em cũng không làm clip là không alo được to nhé mọi người nhé, alo to hàng xóm sang chửi. Một kênh một này nhé, khi mà bật máy lên là hát được luôn. Đấy, mặc định là ở kênh một. Ở đây nó có cái gì này, M1, M2, M3, M4 thì tương đương là M1, M2, M3, M4. Thì khi mà anh bật máy lên thì chúng ta chỉ cần căn chỉnh cái con đẩy của anh ấy, anh cứ bắn kịch kim cho em. Anh bắn kịch kim như này này. Đấy, bắn kịch kim cho em. Đấy, với con đẩy của anh nó rất là yếu, mà loa thì toàn loa công suất lớn. Yeah. Cái con đẩy này của em nó khỏe, thế nên em để cái mức tầm này là cũng ok rồi. Tùy các bác sử dụng đẩy, nếu như đẩy nó yếu thì chúng ta có thể bắn cái kim yếu vừa phải, nó yếu quá là đánh nhiều khi cố là chết đẩy, chết cả loa nữa. Đây là mode 1 Eco Zivert, mode 2 nhé. Nhớ ấn phát là giả nhả tay nhé, đừng ấn giữ. Đi 1 2 3 4 5 6. Ở cái chế độ mode 2 này thì cái chế độ Eco. Nếu anh không tính hát Eco gì vậy thì có thể hát Eco. Cái Eco của con vang thì nó hay hơn những dòng vang của dòng Omni Jaguar. Đấy. Các bác cứ thần thánh cái dòng Omni Jaguar vang Eco nó hay. Hay làm sao bằng những cái con vang số này được. Ở chế độ mode 3 là gì vật, nếu giọng anh tốt hát gì vật. Một hay đấy, hát như kiểu giọng ca để đời. Giọng tốt, các bác hát cái chỗ gì vợt này thì tiếng rất là thật và hay. Nhưng mà tôi nó hơi cảm giác không có vang nhạc yên định, giọng hơi khó hát. Nhưng mà anh nào hát quen rồi, thường ca sĩ thì người ta không hát echo. Đấy, người ta chỉ có đá tí effect gì vợt.